Tết Hạn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch, thắp hương vào 4 giờ hoàng đạo này, các bạn sẽ giàu lên trông thấy tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là từ đầu năm đến giờ chúng ta đã có 3 cái Tết đúng không ạ? Thứ nhất là Tết Nguyên Đán, thứ hai là Tết Thanh Minh và cái Tết thứ ba này là cái Tết Hạn Thực. Tiếp theo Tết Hạn Thực sẽ là gì? Sẽ được Tết Đoan Ngọ và gì? Đến tháng 7 là tháng Cô Hồn và cuối cùng lại là cái Tết âm lịch đúng không ạ? Như vậy một năm thì chúng ta có rất nhiều ngày Tết, lễ Tết đúng không ạ? Trong đó mỗi ngày Tết to nhỏ lại khác nhau. Và cái Tết Hạn Thực là cái Tết lạnh đúng không ạ? Vậy thì trong cái ngày Tết Hạn Thực, thì chúng ta có nên thắp hương hay không? Và nếu mà thắp hương thì thắp hương vào giờ nào? Thắp hương giờ nào để được may mắn, bình an và có được cái tài lộc dồi dào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái phân tích chi tiết của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay. Thì đầu tiên, trước khi mà tìm ra cái giờ nào tốt để thắp hương ấy, thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn một chút về cái Tết Hạn Thực. Thưa quý vị, Tết Hạn Thực của người Việt mang cái ý nghĩa hướng về cội nguồn, tổ tiên, ghi nhớ công ơn sinh thành của những người đã khuất. Cứ mỗi lần đến cái Tết này ấy, thì các thành viên đều cùng nhau ngồi bên cái mâm cơm sum họp với gia đình. Trong văn hóa dân gian, Tết Hạn Thực còn được gọi là cái Tết bánh trôi bánh chay. Hạn Thực có nghĩa là thức ăn lạnh, được diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 hàng năm và ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch ấy. Tết Hạn Thực xuất hiện từ cái thời Trung Quốc với một cái truyền thuyết đó. Thưa quý vị, con người vốn trải qua những cái ngày bình thường của cuộc sống và rồi vào những ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết dỗ chạp. Đấy. Thì cái nén hương thơm như báo hiệu bắt đầu cho một cái cột mốc. Hương thơm, hương nhang cũng nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên, nhớ về các vị thần linh. Thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa cho cái phong tục lâu đời của người Việt Nam. Với cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, luôn nhớ về cội nguồn. Ý nghĩa của cái phong tục thắp hương thờ cúng cũng bắt đầu từ cái điều đó. Thắp hương không bắt buộc là phải vào giờ nào, ngày nào. Nhưng trong năm ấy thì đặc biệt là những ngày lễ Tết dỗ chạp thì quý vị cũng không thể bỏ qua được. Thắp hương nó đến từ cái tâm tự nguyện thay vì là phải ai ép buộc đúng không ạ? Và dù ở đâu trên thế giới này thì những người con xa lạ khi mà nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội, nhớ về tổ tiên ấy, thì cũng luôn gì có một cái hình ảnh trên bàn thờ, thờ cúng tổ tiên, thần linh với cái khói nhang nghi ngút, ấm cúng. Đấy. Làn khói mờ trắng, hư ảo, những cái nén hương thơm đang cháy toát ra rồi lại tan biến vào không gian. Con người nghĩ rằng cái làn khói đó sẽ mang theo cái ước nguyện đến với cái bậc thần linh, đến với cái bậc gia tiên và sẽ được các ngài hồi đáp lại. Cùng với những cái phong tục tập quán truyền thống khác thì thắp hương cũng đã góp phần tạo nên cái văn hóa và bảo tồn cái giá trị bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Thắp hương là bày tỏ cái tấm lòng thành kính. Thưa quý vị, thiện thì xuất phát từ tâm, tâm đẹp là cái tướng sẽ đẹp. Lòng an yên thì mọi sự sẽ bình an. Mỗi nén hương khi thắp lên là thay đổi cái bầu không khí của cả một cái không gian. Tưởng chừng như mọi vật, mọi sự việc đều trở nên chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn. Con người khi đó sẽ có một cái khoảng không gian riêng tư để mà suy nghĩ về những cái điều xảy ra và quán xuyến lại với bản thân mình để từ đó hướng tới những cái phiên bản tốt đẹp hơn trong tương lai. Những nén hương với cái màu hương khác nhau, mộc mạc, mỗi cái lần thắp lên cũng đều tỏa ra một cái mùi hương thơm ngát. Cái hương thơm đó nó phảng phất khắp mọi nơi. Khi chúng ta ngồi thiền thì hương sẽ giúp chúng ta được tĩnh tâm, tập trung. Con người nhờ có hương mà trở nên điềm tĩnh hơn, hiểu được cái cách sống tự tại giữa cuộc đời đầy những cái biến động. Đặt sự an yên và lạc quan vào chính bên trong để gì? Để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Thưa quý vị, những nén hương thơm thắp lên bàn thờ ông bà tổ tiên thì luôn gợi nhớ trong cái ký ức của mỗi người Việt Nam những khoảnh khắc sum vầy, quây quần bên gia đình trong những ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết, đêm giao thừa v.v. Và cái Tết Hạn Thực là một cái Tết được biết đến là một ngày lễ của Việt Nam. Trong tiếng Hoa, Hạn Thực có nghĩa là thức ăn lạnh. Mỗi một lần nhắc đến Tết Hạn Thực thì mọi người đều nặn bánh trôi bánh chay và cúng tổ tiên vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch này. Đó. Thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch thì thắp hương vào giờ nào tốt? Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về giờ tốt thắp hương trong cái lễ Tết Hạn Thực ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024. Thì để xét được cái giờ tốt thì chúng ta cũng cần phải xét về cái cát hung của ngày đó. Cát hung của ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngày Ất Tỵ.
chúng ta biết cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024 ấy, thì nó sẽ rơi vào ngày 11 tháng 4 năm 2024. Nó là ngày Ất Tỵ, đúng không? Nó là ngày Ất Tỵ. Chúng ta có Ất Mộc gặp Tỵ Hỏa, tức là Mộc Hỏa tương sinh, tức là can sinh cho chi. Nó là ngày Bảo Nhật. Nạp âm của ngày là Phúc Đăng Hỏa, đúng không? Nó kỵ tuổi Kỷ Hợi và tuổi Tân Hợi. Ngày thuộc hành Hỏa thì khắc hành Kim, đặc biệt các tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim, không sợ bị hỏa khắc. Ngày Tỵ thì lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu trở thành kim cục. Nói chung ấy, Tỵ thì xung hợi hình Thân, hại Dần và phá Thân tuyệt Tý. Trong ngày Ất Tỵ này, ngày Tết hàng thực ấy, thì có trực là trực trừ và có sao Đẩu là một cái sao cát trong bộ Nhị Thập Bát Tú. Và cái tiết khí của cái Tết hàng thực này nó vẫn là tiết Thanh Minh nhá, nó tiết Thanh Minh. Đó. Tiết Thanh Minh khởi từ ngày 26 tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3 thì nó đâu đó gần được gần 10 ngày, đúng không ạ? Gần 10 ngày. Đó. Vậy thì trong cái ngày lễ Tết hàng thực này thì chúng ta sẽ có những cái cát thần và hung thần nào? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những cái cát tinh hay là cát thần ấy. Cát thần trong ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch thì có như là gì? Có Cát Kỳ, có Kim Đường, có Minh Đường Hoàng Đạo, có Nguyệt Tài, có Ngũ Phú, có Thiên Phúc, có Thiên Quý, Thất Thánh, Thần Tại, Tướng Nhật, đó, Vượng Nhật, Âm Đức, Đại Minh. Đó. Còn hung thần trong ngày thì có Cô Thần, Cửu Thổ Bất Cùng, Hoang Vu, Kiếp Sát, Ngũ Hư, ngày Nhân Cách, Nhật Lương Tài, ngày Tam Nương, Thủy Ngân, Trùng Nhật và Ôn Thập. Đó, đó là cái cát hung trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, với cái quan niệm là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nên là khi mà thắp hương ấy, thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, phải chọn ra những cái giờ lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và hành thông. Và để tìm ra cái giờ tốt thắp hương trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt, giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và hành thông. Thì trong này có đâu đó là khoảng tầm 70-80 ngày, các ngày tốt khác nhau để cho quý vị lựa chọn. Và để chọn ra giờ tốt thắp hương trong cái ngày Tết hàng thực ấy, thì quý vị hãy mở trang 127 nhé. Trang 127 là hướng dẫn cách chọn ra giờ tốt nhé. Và quý vị để chọn ra giờ tốt trong cái ngày Tết hàng thực ngày mùng 3 tháng 3 ngày Ất Tỵ ấy, thì quý vị hãy mở trang 138 nhé. Ở cái mục là 41 này. 41 là ngày Giáp Thìn, là ngày Ất Tỵ đấy. 42 là ngày Ất Tỵ đấy. Đây chúng ta cùng xét này. Đúng không? Ngày Ất Tỵ thì đầu tiên chúng ta xét từng giờ nhé. Giờ đầu tiên chúng ta xét là giờ Tý. Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ. Đấy thì giờ Tý có các sao như là có Bạch Hổ này, có Thiên Binh, có Thiên Ất Quý Nhân, có Thái Dương, có Tham Lang. Nói chung ấy, cái ngày hôm nay giờ Tý thì cũng là giờ xấu nhất chúng ta không xét. Tiếp theo chúng ta xét giờ Sửu. Giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ. 1 đến 3 giờ nó là giờ Đinh Sửu. Các sao này nó có Ngọc Đường Hoàng Đạo, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tam Hợp, có Thiên Xá, có Hữu Bật, có Kim Tinh. Nói chung là cái giờ Sửu là giờ rất tốt. Nếu mà quý vị làm cái việc gì, đặc biệt là ăn táng tế tự các thứ, thì quý vị làm trong giờ này rất là tốt nhé. Đó. Nhưng mà cái giờ này không dùng để thắp hương nhé, quý vị cũng lưu ý. Đó. Tiếp theo chúng ta xét giờ Dần. Giờ Dần từ 3 đến 5 giờ nó là giờ Mậu Dần. Đấy. Giờ Mậu Dần thì nó có Thiên Lao lại có Nhật Hại, đúng không? Bên cạnh đó thì nó có Ngũ Quỷ, có La Hầu, có gì, có Thiên Cương, có Lục Mậu, Tuần Trung Công Vong, có Kiếp Sát, Lôi Binh, Tứ Đại Cát Thời và Đế Vượng. Đó. Như vậy là gì? Giờ Dần này nó cũng là giờ xấu nhất chúng ta không dùng. Tiếp theo chúng ta xét giờ Mão. Giờ Mão là giờ Kỷ Mão, từ 5 đến 7 giờ sáng. Nó có Nhật Lộc, có Nhật Lộc, có Huyền Vũ, có Ngũ Quỷ, có Cô Thần. Bên cạnh đó nó lại có Tuần Trung Không Vong, Thổ Tinh, Cửu Sú. Nhưng mà nó lại có gì? Có La Thiên Đại Tiến, có Ngũ Phủ, có Nhật Lộc và có Tham Lang. Đó. Như vậy là gì? Cái giờ này nói chung là cái ngày mùng 3 tháng 3 ngày Ất Tỵ thì giờ Mão nói chung là Ất Lộc Tỵ Mão thì nó có Nhật Lộc, nó cũng khá là tốt. Thì quý vị có thể tiến hành vào giờ này. Đó, giờ tốt đầu tiên là từ 5 đến 7 giờ sáng. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ thứ hai, giờ tiếp theo là giờ Thìn, đúng không ạ? 7 đến 9 giờ nó là giờ Thìn, nó là giờ Canh Thìn. Thì giờ Canh Thìn có Tư Mệnh Hoàng Đạo, có Ngũ Hợp, có Hữu Bật Kế Đô, Thiên Cẩu Hạ Thực, Địa Binh. Nói chung là giờ này nó không được đẹp, không được đẹp cho lắm, nhưng mà là gì? Quý vị tiến hành thắp hương vẫn được. Giờ số tốt thứ hai đó là giờ 7 giờ đến 9 giờ. Nó là giờ Thìn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến 9-11 giờ đó là giờ Tỵ, nó là giờ Tân Tỵ. Thì giờ Tân Tỵ thì chúng ta có cái sao như là Câu Trần, có Ngũ Bất Ngộ, có Tứ Đại Cát Thời, có Thời Kiến, Thả Phụ Mộc Tinh. Nhưng nói chung ấy, thì cái giờ Tỵ thì nó cũng là một cái giờ nói chung là quý vị vẫn có thể thắp hương được nhé, nó không phải là giờ xấu. Đấy. Từ 9 đến 11 giờ.
À, tiếp theo chúng ta sẽ đến giờ Ngọ. Giờ Ngọ thì nó là giờ Nhâm Ngọ, thì nó có Thanh Long Hoàng Đạo đó, nó có Thái Âm, có Trường Sinh, có Triệt Lộ Không Vong, có Cửu Xú. Nói chung cái giờ Ngọ thì tốt hơn các giờ trên nhé. Giờ tốt thứ tư, nó là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Tiếp theo chúng ta sẽ giờ Mùi. Giờ Mùi là 13 đến 15 giờ, nó là giờ Quý Mùi đấy. Giờ Quý Mùi thì có các sao như là có Minh Đường đấy. À, có Minh Phụ, Quý Nhân, Tinh đấy. Có Vũ Khúc, có Thủy Tinh. Bên cạnh đó nó cũng có Triệt Lộ Không Vong, nhưng nó cũng được đánh giá là một giờ tốt đó. Như vậy là gì? Giờ Mùi Nhật Kiến cũng được đánh giá là giờ tốt nhé, là từ 13 giờ đến 15 giờ. Nói chung là gì? Từ nói chung trong các khung giờ buổi sáng thì quý vị đều có thể thấp hơn được nhé. À, tiếp đến chúng ta xét đến một giờ nữa, đó là giờ Thân. Giờ Thân thì là từ 15 giờ đến 17 giờ, nó là giờ Giáp Thân. Nó có các sao như là gì? Có Hà Khôi, có gì Thiên Hình, có La Thiên Đại Thoái, có gì Hỏa Tinh, Thiên Tặc. Bên cạnh đó lại có Thiên Ức Quý Nhân, lại Thiên Quan Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời, Lục Hợp và có gì? Có Minh Tinh. Đấy. Như vậy là gì? Giờ Thân chúng ta cũng thể thắng hơn rồi nhá. Tiếp đến chúng ta xem giờ Dậu. Giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ, nó là giờ Ất Dậu. Giờ Ất Dậu có sao như là có Chu Tước Hắc Đạo. Đấy, có Quả Tú, có Cổ Mộ Sát, có Cửu Xú, Quý Đăng Thiên Môn, có Tam Hợp, có Thái Dương, có Tỷ Kiên. Như vậy là gì? Đây là những khung giờ xấu mà quý vị nên tránh. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Tuất thì nó có các sao như là có Kim Quỹ, đấy, có Hỷ Thần, có Đường Phủ, Kim Tinh, Nhật Mộ, Thiên Binh, nó cũng là một giờ xấu. À, giờ thứ cuối cùng là 21 giờ 23 giờ là giờ Đinh Hợi. Thì giờ Hợi nó có gì? Có Thiên Đức Hoàng Đạo, có Bảo Quang, có Tứ Đại Cát Thời, có Thiên Xá, có Quốc Ấn, có Dịch Mã, có La Hầu. Nói chung ấy, cái giờ Hợi cũng là một giờ tốt, nhưng mà chúng ta cũng không nên thắp hương vào trong giờ này. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Bên cạnh đó thì quý vị muốn tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đó. Thưa quý vị, như vậy là cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày Tết Hàn Thực ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024 ấy, thì chúng ta sẽ có 5 giờ có thể thắp hương được, đúng không ạ? Trong đó cái giờ 13 đến 15 giờ, 11 đến 13 và 13 đến 15 tức là gì? Giờ Ngọ và giờ Mùi sẽ là 2 giờ tốt nhất, đúng không ạ? Thì 5 giờ thắp hương để trong cái ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 đó là những giờ sau. Thứ nhất là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Và giờ tốt thứ năm là 13 đến 15 giờ, đó là giờ Mùi. Đó. Thì đó là những cái khung giờ hoàng đạo để chúng ta tiến hành công việc thắp hương cho được thuận lợi, may mắn và bình an. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.